Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Mạnh Auto Sài Gòn Sáng ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục về thêm được một ít Đó là những con lọc nguồn hàng bại của Nhật nhé Và đây là những con lọc nguồn em về trong sáng nay Rồi, và bây giờ em sẽ quay rõ chi tiết để cho tất cả bác cùng xem Đây là con lọc nguồn của hãng Sosin Lọc này nó tại là 10A, tương đương với 2200W Tối đa là 250V Lần này em về được những con này, tình trạng cực kỳ là đẹp nhé đẹp theo kiểu hàng bãi nha bác tầm khoảng 90 đó rất là đẹp những con lọc nguồn này thì có rất là nhiều bác điện hỏi bên em rồi hiện tại thì các bác xài một bộ dàn cần một con lọc nguồn nhỏ thôi thì các bác lựa chọn con này cũng như là những bác mà nó sử dụng những thiết bị của Nhật của Mỹ nó xài 110 hoặc 220 đó xài hai trong điện thì các bác mua hai con một con mình lọc 110 một con mình lọc 220 cực kỳ là ngon nhé Tại vì những con lọc nguồn này giá của nó cực kỳ là rẻ nha bác rất là rẻ thôi nó giá chỉ có 220.000 đồng một con bên em bao ship nhé 220 một con thôi nó rất là rẻ và bây giờ em sẽ test thử để cho tất cả bác cùng xem thử con này nó lọc như thế nào nhé Đây là một chiếc máy đo độ ồn này Trước hết bên em sẽ cắm máy vào ổ điện của chúng ta Rồi các bác có thể xem được độ nhiễu độ ồn cực kỳ là cao nhé Em giữ nguyên máy nha Không có đụng chỉ đến máy Và đây là chiếc dây điện này Đó các bác thấy chưa Rồi bây giờ em sẽ cắm nguồn điện qua lọc Xem thử nó có lọc sạch hay không nhé rồi cắm vào thì đèn nó sáng rồi Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm máy đo độ ổn vào đây Lọc cực kỳ là sạch nhá Nó xuống còn 0.1 nha các bác 0.1 này Đây Máy im ra luôn Rồi, và bây giờ em sẽ cắm lại này. Cắm lại bên này. Đó các bác xem thử này Đó cắm qua đây Im re nha bác Sật veo Rồi thì uh, bác nào có nhu cầu Thì liên hệ cho em nhé Giá chỉ có 220 một con bên em bao ship thôi nhé Em chỉ có được 16 con Nên uh, chắc chắn video này Đăng lên nó sẽ hết rất là nhanh Bác nào uh, nhanh tay Thì có thể liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo Là 0969 569 157 nhé những bác nào chưa đăng ký, nhấn đăng ký và cho em xin một lượt like nhé. Rồi chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.